Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin Việt Nam qua sự trình bày của Hồng Hà. Đức Giáo Hoàng Francis cầu nguyện cho Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và dân Việt Nam. Khi bay qua bầu trời Việt Nam, Đức Giáo Hoàng Francis đã gửi lời ban phước từ Thượng Đế đến Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và người dân Việt Nam. Tin này được các báo quốc tế đăng tải khi tường thuật chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francis tới Nhật Bản. Chuyến bay đưa ngài rời Thái Lan, nơi Đức Giáo Hoàng và người gốc Argentina có chuyến thăm và cử hành thánh lễ cho hàng vạn người, gồm nhiều giáo dân đến từ Việt Nam. Nguyên văn lời chúc của vị đứng đầu tòa thánh La Mã như sau: Quý ngài tôn kính Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong lúc bay qua Việt Nam trên đường tới Nhật Bản, tôi muốn gửi đến ngài và toàn thể các công dân đồng bào của ngài lời chúc tốt đẹp nhất. Với lời ban phước từ Thượng Đế, tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người để hòa bình và sức khỏe, bình an luôn tỏa sáng ở đất nước Việt Nam. Ký tên Franciscus PP. Và đây là một thông lệ tốt lành. Theo thông lệ của Tòa Thánh Vatican, các vị giáo hoàng đều ra thông điệp nhắn gửi và chúc sức khỏe đến các lãnh đạo và quốc gia vùng lãnh thổ họ bay qua. Lần này, theo Vatican News vào hôm 23 tháng 11, lời chúc qua điện Telegram được Đức Giáo Hoàng Francis gửi lại tới Vương quốc Thái Lan, gửi tới Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Đặc biệt, vị chủ trăn của Giáo hội Công giáo đã coi Đài Loan là một thực thể riêng với Trung Quốc. Điện tin của Giáo Hoàng gửi đến bà Thái Văn Anh đã gọi bà là Tổng thống nước Trung Hoa Dương Quốc, còn gọi là Đài Loan. Ngôn từ của lời chúc và cầu nguyện cũng khác nhau một chút khi gửi đến từng xứ sở. Với Đài Loan, Đức Giáo Hoàng Francis chúc hòa bình, còn với Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc là đầy ắp lời phước hòa, bình và niềm vui, còn cho Hồng Kông là an lành và hòa bình. Lời chia tay của Đức Giáo Hoàng với Thái Lan là chúc họ hòa bình và hài hòa ổn định. Thi thể 39 nạn nhân ở Anh sắp được hồi hương. Thân nhân của một trong 39 nạn nhân chết ở Anh cho VOA biết rằng thi thể của con trai ông đã được đưa ra sân bay ở Anh để làm thủ tục và nội trong hôm nay hoặc sáng mai sẽ được đưa lên máy bay để hồi hương. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn cho báo chí biết các cơ quan chức năng của hai phía đang phối hợp khớp lại lần cuối về kỹ thuật, thủ tục pháp lý trước khi chuyển các nạn nhân về nước. Ông Hoàng Lành, bố của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp, 18 tuổi, nói với VOA vào tối 25 tháng 11 như sau. Trong vòng ngày nay đến sáng mai là em lên máy bay về nhà, làm thủ tục xong cả rồi, chứ đưa ra sân bay rồi. Số tiền Bộ Ngoại giao thông báo cho mình là phải nộp 66,2 triệu để đưa về đến Nội Bài, còn từ Nội Bài về nhà là chưa tính. Mình phải ký vô hồ sơ để họ làm cho mình, chứ mình chưa có tiền, phải ký nợ, ông Lành cho biết thêm. Tuy nhiên, ông và người nhà hiện vẫn chưa nhận được thông tin về thời điểm dự kiến sẽ tiếp nhận thi thể của con trai. Người ta không báo ngày nào đến đón hết. Thằng em bên Anh, nó điện về nói là chắc sau khi họ chuyển về sân bay Nội Bài xong, rồi từ sân bay Nội Bài chuyển về nhà thì khi đó họ mới cho mình biết. Vì mình mà ra ngoài là phóng viên, nhà báo trong nước sẽ làm lộn xộn ở sân bay nên họ không cho mình biết. Ông Lành đã nói với VOA dựa theo suy đoán của người thân đang ở Anh Quốc. Cũng trong ngày 25 tháng 11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn, đã nói với báo chí trong nước là phía Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ và sẽ đưa các nạn nhân về nước sớm nhất có thể. Hiện nay còn phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh Quốc. Muốn di dời thi thể nạn nhân đều phải có thủ tục chấp thuận của cơ quan tòa án bên Anh Quốc. Báo Lao động dẫn lời ông Sơn nói, theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hầu hết các gia đình nạn nhân đều mong muốn nhận được thi thể nguyên vẹn của người thân, chỉ một số có nguyện vọng nhận tro cốt. Ở huyện Diễn Châu thì cả 7 gia đình đều nhận nguyên vẹn cả, còn huyện khác thì tôi không biết. Ông Lành thông tin thêm. Trong khi đó thì người Việt tại Anh đang quyên góp giúp nạn nhân. Tin cho hay cộng đồng người Việt tại Anh hôm 24 tháng 11 đã tổ chức đêm nhạc Tình Người Viễn Xứ tại Birmingham và quyên góp được 117.000 bảng Anh,
tức khoảng 3,5 tỷ đồng, để trợ giúp cho 39 gia đình nạn nhân tại Việt Nam. Trước đó, hôm 23 tháng 10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể nạn nhân người Việt trong một xe tải chở hàng đông lạnh tại một khu công nghiệp trong quận hạt Essex. Tất cả các nạn nhân này đều được đưa vào Anh bất hợp pháp thông qua một đường dây buôn người được cho là rất phức tạp và có mặt ở nhiều quốc gia châu Á và châu Âu. Trong số 39 nạn nhân ở độ tuổi từ 15 đến 44, có đến 21 người đến từ Nghệ An. Số còn lại là từ các tỉnh Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế 1 người và Hải Dương 1 người. Nhiều gia đình cho biết họ đã phải thế chấp nhà cửa, vay mượn tiền để cho con em đi lọc sang Anh để kiếm kế sinh nhai. Trong một bản tin khác, bắt 5 người Trung Quốc bị truy nã trốn tại Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin vào hôm 24 tháng 11 vừa qua cho biết, 5 nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ vào đêm 21 và 22 vừa qua có tên là Zhu Hongkan, 48 tuổi, Su Han, 46 tuổi, Liu Chihu, 43 tuổi, Su Lian, 39 tuổi và Luan Chenmin, 37 tuổi. Công an Trung Quốc cho hay các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc từ năm 2013 tới tổng số tiền khoảng 100 triệu nhân dân tệ, tương đương với 330 tỷ Việt Nam đồng. Nhóm người Trung Quốc này cũng bị cáo buộc gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ của người tham gia đánh bạc. Công an tỉnh Giang Tô Trung Quốc đã truy bắt nhóm người nói trên, nhưng các nghi phạm đã bỏ trốn khiến cơ quan này phải phát lệnh truy nã. Sau đó, Công an Trung Quốc đã liên lạc với Công an Việt Nam khi phát hiện nhóm người đang có mặt tại Đà Nẵng. Báo trong nước cho biết, những người đàn ông Trung Quốc đã thay đổi liên tục các nhà nghỉ tại Đà Nẵng để tránh bị cơ quan chức năng truy lùng. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giam nhóm 5 người Trung Quốc và sẽ làm thủ tục bàn giao họ về nước. Và đó là phần tin tức và thời sự ngày hôm nay từ hệ thống truyền hình VBS. Kim Thủy và Hồng Hà xin thành thật cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Một lần nữa nhân ngày lễ tạ ơn, kính chúc quý vị một cuối tuần thật bình an và vui vẻ, sum họp cùng gia đình và bạn bè. Thành thật cảm ơn quý vị. Xin kính chào. Xin chào và hẹn gặp lại.